Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay là cái ngày ra mắt MV của Bố Phúc. Thì hai cha con Yên Lam và Bảo Ngư chúc cho cái MV của Bố Phúc thiệt là hay, thiệt là nhiều view, thiệt là nhiều ủng hộ. Và sắp tới sẽ là cái hành trình mới. Xin chia sẻ một chút xíu về cái MV này. Thì đúng ra thì sau cái chuyến hành trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2017-2018, hai gia đình đã có cái dịp đi cũng coi như là rất nhiều nơi trên gần như là khắp nước Việt Nam. Từ miền Tây nè, miền Trung nè, tới miền Bắc nè. Đó, và cùng ở nhau, sống với nhau, ăn ngủ, ăn cơm, vui chơi, quậy phá. Thì sau cái chuyến đó về, Bố Phúc có làm một cái chuyến hành trình riêng là check-in Việt Nam, đi ra những cái nơi đẹp của đất nước mình. Thì Bố Phúc có ngỏ lời là nhờ Bố Lam viết một cái bài hát về cái chuyến hành trình đó. Nhưng mà thật đáng tiếc là mình lại không có mặt ở Việt Nam vào lúc này. Và MV vẫn được Bố Phúc hoàn thành một cách rất tốt đẹp. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 43 của Bố Phúc thì con cũng xin chúc Bố Phúc sẽ có thật là nhiều sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Và con cũng xin chúc mừng buổi ra mắt MV Check-in Việt Nam của Bố Phúc. Và chúc cho MV sẽ sớm đạt được triệu view và thậm chí là tỷ view luôn. Con cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các cô chú báo đài, các cô chú nghệ sĩ cũng như là các cô chú ekip có một buổi họp báo thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì bye bye. À quên, nãy giờ phải giới thiệu với mọi người một cameraman rất có tâm. Dạ, thì là đầu tiên cho con Jimmy Hữu Tấn xin kính chào các cô chú báo đài cũng như là các cô chú nghệ sĩ có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Thì con cũng có lời chúc mừng sinh nhật tới chú MC Hồng Phúc. Chúc chú một sinh nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cũng như là chúc mừng chú em ra MV được thành công tốt đẹp, sẽ đạt được triệu view sớm và cũng như là sẽ hội ngộ được với gia đình của chú Yên Lam và bé Bảo Ngư. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ là ao thiệt nè.